mọi người nhé. Chào toàn thể các bác. Hiện tại thì hôm nay em lại về được mẫu sản phẩm vang cơ. Đây là một trong những mẫu sản phẩm vang hàng chính hãng của công ty. Và cũng rất là lâu rồi chưa về được một mẫu sản phẩm vang chính hãng nào có cái chất lượng âm thanh tốt như cái dòng vang này. Thì hôm nay em cũng sẽ lên sóng và gửi đến cho các bác về một trong những dòng vang đến từ thương hiệu của TD Autic. Một trong những dòng vang đưa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là hay các bác nhé. Nếu các bác nào mà đang muốn nâng cấp một bộ dàn, nâng cấp vang cơ nhà mình lên thì đây là một trong những cái lựa chọn cực kỳ là hay để các bác có thể là tham khảo. Hôm nay thì sẽ có con sản phẩm đến từ TD Autic T8 Limit. Đây là một trong những mẫu sản phẩm vang cơ cũng đã được sản xuất vào cuối năm 2022. Xin lỗi các bác, vào cuối năm 2021 rồi các bác nhé. Và mẫu sản phẩm này thì đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Với cái mức giá thì đang đưa ra trên thị trường các bác thì cũng đang được trao đổi đúng không ạ? Với cái mức giá là tầm 2.300.000 đồng. Và hiện tại thì với những cái chương trình khuyến mại của bên em thì bên em cũng có những chương trình khuyến mại giảm giá một chút nhé. Đối với mẫu sản phẩm vang T6 Limit này, đây là một mẫu sản phẩm vang đến từ công ty chính hãng đến từ TD Autic. Các bác có thể thấy ở trên đây thì nó có cái phần dán bìa dán của TD này các bác này. Đấy, TD Autic Limit. Con này thì được sản xuất này các bác này, được sản xuất vào tháng 1 ngày 1 tháng 3. Xin lỗi các bác, ngày 13 tháng 1 năm 2022 này. Đây cũng là một trong những mẫu sản phẩm hàng TD đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Nên các bác nào mà đang muốn sử dụng cái dòng vang này thì liên hệ ngay cho em nhé. Mức giá thì sẽ là 2.300.000. Đây sẽ là bên trong của con sản phẩm vang cơ đến từ TD Autic. Thì với những mẫu sản phẩm chính hãng thì họ làm cũng rất là kỹ càng này các bác này, kỹ lưỡng này. Đây là cái phần dây nguồn này. Đây là một quyển sách hướng dẫn các bác nhé. Nói chung là hàng chính hãng của công ty thì bao giờ cũng sẽ phải có sách hướng dẫn để cho các bác về có thể sử dụng nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nói chung là nó toàn tiếng Anh thôi, bởi vì đây là một trong những mẫu sản phẩm thương hiệu đến từ nước ngoài các bác nhé. Đấy. Và trong đây là cái đầu vang. Bây giờ thì sẽ tiến hành mở đập hộp cái đầu vang ra nhé, để cho tất cả các bác có thể xem. Và đây sẽ là cái hình thức của con đầu máy của vang cơ TD T6 Limit. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm vang cơ đúng không ạ? Nhìn hình thức của nó thì nhìn rất là bắt mắt này, rất là đẹp luôn. Các bác có thể thấy không ạ? Tất cả thì đều sẽ được làm bằng nhôm phay các bác nhé. Được làm bằng nhôm phay này, có hai lúc volume chính này các bác này, là volume của music và volume của mic các bác nhé. Đấy. Ngoài ra thì đường chỉnh echo reverb thì nó sẽ đi kèm liền ở bên trong rồi các bác nhé. Nên là đây là một trong những cái mẫu sản phẩm đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt luôn. Đấy. Đặc biệt thì khi các bác hát karaoke thì rất là hay. Con sản phẩm đến từ công ty của TD T6 Limit này thì các bác đã biết rồi. Đây là một mẫu sản phẩm sẽ có tích hợp tất cả đầy đủ những cái tính năng như là cổng quang này, Bluetooth này, USB này. Ngoài ra thì con sản phẩm này thì có tính năng echo reverb hát cực kỳ là nhạy và rất là nhẹ các bác nhé. Đấy. Chế độ chống hú của nó cũng rất là ok luôn đối với một mẫu sản phẩm vang cơ. Và con sản phẩm vang cơ đến từ T6 Limit này thì em vẫn khẳng định các bác nhé, các bác kết hợp cùng với âm ni này, cùng với đẩy này, hoặc là các bác nâng cấp bộ dàn lên của nhà các bác đây thì sẽ rất là hay, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì sẽ tiến hành cho tất cả mọi người và cho tất cả các bác có thể nghe qua cái chất lượng âm thanh của con sản phẩm vang cơ đến từ TD T6 Limit này nha. Và bây giờ thì em sẽ kết nối con sản phẩm vang T6 này cho tất cả các bác có thể nghe qua cái chất lượng âm thanh nhé. Đối với những cái mẫu sản phẩm vang T6 này thì hiện tại em đang kết hợp cùng với một trong những dòng đẩy thương hiệu đến từ của DB các bác nhá, là D2008, và cùng với đó là một đôi loa đến từ JBL-KI512. Đây cũng là một trong những cái đôi loa hàng chính hãng của công ty và hiện tại em đang có cái mức giá bán cực kỳ là hợp lý các bác này. Đấy. Đây là một trong những cái mẫu sản phẩm loa bãi siêu nứt và hình thức của nó rất là mới nhá, đời 2016. Bây giờ thì sẽ tiến hành cho tất cả mọi người và cho tất cả các bác có thể nghe qua chất lượng âm thanh của bộ sản phẩm, bộ combo ngày hôm nay. Và con T6 này thì đặc biệt thì đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ bắt Bluetooth của con sản phẩm vang T6 này. Bởi vì đây là một trong những dòng vang cơ có đầy đủ tính năng này các bác này. Đấy, có rất là nhiều những tính năng nhé, như cổng quang, Bluetooth, USB. Đặc biệt thì con này rất là dễ sử dụng, rất là dễ dùng. Bây giờ thì các bác hãy cùng đeo tai nghe nhé. Và bên em sẽ bắt đầu tiến hành cho tất cả mọi người có thể nghe qua chất lượng âm thanh của con sản phẩm vang nhé. Đấy, các bác hãy cùng đeo tai nghe vào nhé để cảm nhận được cái chất lượng âm thanh nha. Volume vặn của nó thì rất là sướng luôn các bác này. Volume vặn rất là mượt luôn. Cái tiếng thực sự rất
một mẫu sản phẩm vang đến từ T6 các anh nhé. TD Autotech T6 đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Vừa rồi là một đoạn nhạc tiết loa ngắn của bên em với mẫu sản phẩm vang T6. Đây là một trong những mẫu sản phẩm vang cơ mới hàng của bên em các anh nhé. Và hiện tại thì với cái mức giá em đang đưa ra nó chỉ là 2.300.000 đồng. Và hiện tại thì đang có chương trình giảm giá, nên là các bác nào mà đang quan tâm về dòng T6 này thì có thể liên hệ ngay cho bên em nhé. Đây là một trong những dòng vang cơ thật sự rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác hát karaoke nghe nhạc thì với dòng này thì rất là ok này. Đấy, tín hiệu ra nhạc và tín hiệu đưa ra loa rất là tốt luôn. Đặc biệt thì đối với những đôi loa bắt 30 đến từ JBL này kết hợp cùng với bộ sản phẩm này, đây cũng là một trong những cái lựa chọn cực kỳ là hay, phù hợp để cho tất cả các bác có thể tham khảo qua nhé. Một video ngắn gọn, các bác nào đang quan tâm thì liên hệ ngay với số điện thoại của Hoàng Audio nha. Xin chào toàn thể các bác.